Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái bảng đơn giản ở trong Word. Đầu tiên ta mở cái Microsoft Word lên. Bài tập yêu cầu đặt ra của chúng ta là làm bài tập 12 có cái bảng như sau. Thì để thuận tiện các bạn nên cắt cái ảnh này qua bên Word. Rồi mình làm cho nó dễ. Thì đầu tiên là mình có một cái bảng, mình đếm số cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cột. Thì mình sẽ chèn 7 cột và mình đếm số dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dòng. Insert Table, mình chọn là 7 cột, 9 dòng. Thì ở đây mình có là mình đếm là dòng 1, 2, 3, 4. Thì mình mở đó 1, 2, 3, 4. Mình nhấp chuột phải, mình chọn là mở cell. Tương tự như vậy. Thì mình sẽ mở cell phần còn lại. Rồi, xong đó thì mình thấy là những cái thanh để điều chỉnh cái độ dài rộng của bảng. Thì ở đây chỉ có một cái là mình cho cái học kỳ 1, kỳ 2 nó nằm nghiêng. Thì đầu tiên thì mình đánh bình thường học kỳ 1. Học kỳ 2. Thì sau đó thì mình định dạng nó rồi mình nhấp chuột phải. Mình chọn là test direction. Rồi mình chọn cái kiểu nằm ngang giống như cái bài tập của mình. Và để định dạng màu sắc của cái ô thì mình chọn nhấp chuột phải chọn table fill, table property hoặc là mình chọn fill ở đây cũng được, mình chọn một cái màu sắc. Đó, cái màu sắc là tùy chọn của mình. Sau đó là mình điền thông tin vào bình thường như là mã môn, tên môn học, rồi bắt buộc TCBB theo học kỳ, đơn vị học trình và số tiết. Sau đó ta định dạng đó để mình canh cho nằm giữa thì mình nhấp chuột phải, mình chọn cell alignment, mình chọn là center, là vị trí này. Rồi. Để mà hiệu chỉnh cái lằn dòng theo mà yêu cầu cho đẹp thì mình nhấp chuột phải, mình chọn property, mình chọn order. À, ví dụ mình cho một cái lằn ngang. Thường nó như vậy, mình bỏ ra, bây giờ mình muốn chọn cái lằn ngang như thế này. Ok. Thì mình sẽ có cái kiểu của cái table mình mong muốn. Thì sau đó các bạn điền dữ liệu vào theo yêu cầu là đạt được kết quả. À, mình có thể hiệu chỉnh cho nó rộng hơn.